Tất cả anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ok, thì hôm nay cũng vừa mới hoàn thành chuyển sinh em ạ. Thì hôm nay là vào thứ bảy, thì mau hóa thì sẽ được thêm 50% kinh nghiệm nha. Với cái số lượng mà điểm sôi nổi mà truy hồi về thì hôm nay sẽ mang hóa khá là dài. Ok, thì mang hóa nên chắc phải hơn 4.000 điểm anh em ạ. Nó khoảng rơi vào tầm khoảng 4.003. Thì tính ra thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng gần 200 220 phút anh em. 220 phút. Thì tính ra nếu mà mang hóa như thông thường thì cũng phải hết khoảng 3 tiếng rưỡi, hơn 3 tiếng rưỡi rồi. Thì những cái ngày như thế này á, thì thường thì anh em nếu mà anh em đông quá thì anh em có thể cắn cái cát để anh em mang hóa cho nhanh cũng được. Còn nếu như mà anh em thông thả thời gian thì anh em có thể là cứ để cho nó mang hóa như bình thường mọi ngày anh em. Nếu mà anh em dư nhiều ấn chúc phúc nhá, thì anh có để mang hóa như bình thường thì nó sẽ đỡ bị mít kinh nghiệm của anh em hơn. Tại vì thông thường khi mà anh em cắn cái cát vào á, thì nó báo thì nó sẽ báo là x2. Tuy nhiên thì khi mà anh em để ý á, thì nó sẽ không được x2 nguyên vẹn đâu anh em. Nó sẽ chỉ đâu đó nó sẽ mất của anh em đâu đó tổng khoảng 10% FP. Thì ví dụ như là thay vì anh em đang mang hóa ví dụ 1 tỷ 7 đi, anh em x2 lên đúng là nó phải 3 tỷ 4, nhưng mà nó chỉ được tầm khoảng 3 tỷ 3 thôi anh em ạ, chứ nó không được nguyên vẹn nha. Như thế thì sẽ khá là lỗ kinh nghiệm cho anh em. Và đó, cho nên này nó còn có một cái hiệu ứng mà nó kiểu nó lừa anh em chút xíu, là khi mà em cắn cáp vào á thì nó lại cộng thêm 50% cái hiệu suất bên ngoài và kèm theo x2. Thành ra anh em tưởng là nó là cái hiệu ứng mà bị lắc cái cáp mà hóa khi mà cắn vào thì được cộng 50% FP, nhưng mà thực chất không phải anh em ạ, đó là chỉ là một trong những cái lỗi hiển thị mà đánh lừa người chơi thôi. Cho nên là anh em cứ nghĩ là cắn cáp là sẽ lời, nhưng thực chất thì nó lại làm giảm FP mà anh em nhận vào. Ok, thì phong ấn cooldown đun lĩnh thưởng được thêm 4 viên đá tái sinh cánh em ạ. Đá tái sinh cánh thì tầm này nhiều lắm rồi. Đây cũng sẽ là 4 viên nữa anh em, 11, 16 viên. Đấy, 16 viên đá tái sinh cánh rồi anh em ạ. Ôi chết rồi, nãy giờ mãi bận quá cũng quên để dành cái XP này từ hôm kia anh em ạ, để mà cắn rồi cuối cùng quên luôn. Thật thình chứ. Này là cũng mất một mớ XP rồi đấy anh em. Nãy còn 2 giờ mà vào bot tính bảo quay clip xong rồi mình sẽ cắn cái viên đan này mà cuối cùng quên luôn anh em. Nên là mốt anh em rút kinh nghiệm là có đàn anh em cắn đại đi cho xong, chứ anh em mất tính ra anh em lãi trả được bao nhiêu mà anh em chỉ quên một viên thôi, là cái thời gian mà để anh em bù lại cái viên đan XP này nó còn lâu hơn rất là nhiều. Cho nên là thôi mình cắn đại luôn. À quên, là nhiệm vụ chuyển sinh đã anh em ạ, chưa chuyển sinh thì không cắn được nha. Tại vì ban đầu nãy là buổi trưa mình vào bot là mình tính là mình sẽ cắn an XP, nhưng mà tại vì mình chưa làm nhiệm vụ chuyển sinh thì phải quay clip cho anh em thì mình mới có thể là làm được. Yêu chuyến bot cá nhân người đã khổng lồ, cá nhân người đã khổng lồ. Thế là cuối cùng là đợi một lúc thì cuối cùng là bận 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 mãi lên đơn thứ bảy anh em. Này cũng là quên luôn, không có cái ngu nào mà cái ngu nào, thành ra là cả đời vẫn là cứ mắc lỗi anh em ạ. Tôi coi như là mất mất mấy chục phần trăm XP thì đợi anh em top dưới lên cũng được anh em ạ, chả sao. Ok, chính thức lên chuyển sinh năm anh em nhá. Cái cảnh mà xoay xoay quay quay này là cảnh mà anh em chơi game mà anh em thích nhất này, một những nghi lễ vô cùng hoành tráng anh em. Ô chết rồi, bị lắc luôn rồi anh em, mẹ chưa. Anh em đợi chút nhé, để mình thoát ra mình vào lại. Ok, vào lại rồi anh em. Nãy chắc nó bị cái hoạt ảnh cho nên là thành ra là nó bị lắc anh em.
Rồi, như vậy là lên được 101 với một ít kinh nghiệm của chuẩn bị lên level 2. Ôi, bắp đã lên được 13 cấp rồi. Rồi, mặc đồ thôi anh em. Bây giờ là 77 triệu 77,4 triệu nha. Thì để xem là hôm nay lên được bao nhiêu. Mình xem đâu rồi. Mẫn là nhanh nhẹn này anh em ạ. Thôi chết rồi, cái mũ này mũ trí mà. Về đây chạy lên trên boss chiến trường cổ. À, nên chuyển sinh năng này nó mở cho cái túi dị thứ nguyên đây các bạn. Như vậy thì sẽ khá là để sẽ có thêm được một cái ngăn chứa cho anh em chứa thêm đồ. Ok, rồi mình sẽ làm sau nhá. Giờ lên 9 cổ tầng 6 này. Phang mấy con tinh anh kiếm thêm mấy cái bộ đồ anh em ạ. Kiếm cho nó full cái set của đế đấm mẫn đi. Tại sao mới đánh có mấy nhát độ lao lực đã đầy vậy ta? Để hôm nay bị dính mất mấy con tinh anh ở tầng dưới rồi anh em ạ. Hết đàn luôn đi. Chứ không mà đến hồi lại quên nữa, mệt lắm anh em. Mình oải nhất mấy cái vụ mà bị quên cái cắn đàn XP này. Mấy hôm rồi thì chiếc chữ ở trong dương chật hết cả dương ra. Đến hồi cuối cùng mà đợi được tới cái ngày chuyển sinh thì lại là quên cắn. Đúng là cũng bó tay. Có được món thời đầu tiên ngay. Hợp lý. Ui, được cả viên ngọc sáng tạo rồi anh em. Ba con boss này mình thấy đồ nó cũng xương xương như nhau, thế thôi mình ăn luôn cái con boss 565 cho nhanh anh em nhé. Thank you.
tạm con trí này đi. Bây giờ mình sẽ ghép luôn cái trang bị bậc thầy lên để xem đúng của mẫn chưa anh em ạ. Đủ lại áo trí lực. Thôi kệ, có gì dùng đại cái đấy trước anh em. Kiếm thêm một cái trượng nữa là ok. À để xem có cái mảnh ghép này, mảnh ghép này chuyển 4 rồi. Chưa có mảnh ghép chuyển 5 anh em ạ. Chuyển 5 thì này vẫn đang thiếu. Hôm nay thì vào cuối tuần nên là có bán cả gói thứ bảy đấy anh em nhé. Anh em nhớ mua các cái gói sôi nổi để mà ma hóa lấy thêm được 400 điểm sôi nổi của ngày hôm nay đấy anh em ạ. Thì anh em ma hóa thì sẽ được rất là nhiều kinh nghiệm. Đây cờ thì sẽ một cờ 5. Đây cờ chỉ hy vọng. Trăm rưỡi anh em ạ. Đồ chiến. Không ra là cái vũ khí chính rồi. Mở cái chuyển 4 trước. Cái này để sau đi nó chạy.
check lại coi cái phù ấy nè. Kỵ thì là quên, vệ sĩ thì là vẫn trong mấy con đấy thôi nhưng mà không có con gì mới thêm, thì mình chắc là mình sẽ đeo con băng hậu này về. À đâu, đeo con thiên sứ này đi nghe. Bảy tám triệu rưỡi rồi anh em ạ. Nhẫn của chuyển sinh 5 là cũng là 75k hết anh em ạ. Từ chuyển sinh 4 tới chuyển sinh các chuyển sinh sau thì tất cả nhẫn thì đều giá 75k hết anh em ạ. Trang sức thì xem là mua dây luôn không ta. Ok, mua dây luôn anh em nhé. Ui, một cái dây lên 770k được chiến anh em ạ. Dã man thật. Nhẫn này, hai cái nhẫn lên 10k này. Ui, 461k. 930k, hai cái này là lên khoảng 1 triệu rưỡi được chiến, 1 triệu rưỡi với cái kia 700 nó là 2 triệu 2 rồi. Lên từ 17 17 triệu tư này là lên được khoảng 3 triệu 2 rồi anh em. Này là mới nhấp nhẹ thôi nha. Cái này là phù của chuyển sinh nha. Cao như vậy cả ở đây. Để phải nâng cấp cái này lên 7 anh em. Thứ tình 2, thứ tình 3 tác phẩm này.
này là khiên rồi. Thôi tỉnh nốt cái cờ này, mình thích tỉnh nốt cái cờ đây. 39. Không đủ rồi nhỉ. Cái tăng phẩm mà lên nó khá là chậm. Trăm rưỡi cộng tuần công 1,5% công 382. Mua hết đồ cho người cho rẻ anh em. Khi tấn công người chơi có 30% xác suất giảm 5% tấn công của địch trong 3 giây. Này, nó có một viên thì cũng chưa có thay đổi được bao nhiêu. Nên mình tăng cấp lên nhé. Lấy vé quay ra này. Đây, hình như cái này là nó cho ghép rồi anh em ạ. Đây để mình xem cho anh cho ghép chưa. Cho ghép rồi nha anh em. Đây, hai viên ngọc sáng tạo cho một lần ghép. Sưu tầm 2 rồi, còn cái nó nữa thì tối nay mình sẽ đấu giá, mình mua lốt. Đi đây ta. Cái này là của chuyển sinh 3. Mình mở của chuyển sinh 3 mất rồi.
Nhưng mà mình sẽ mở cái dương công thành chiến này. Dương công thành chiến. Đấy, hôm trước đang ở F9 chuyển qua đến lúc mẫn anh em. Vài bữa mình quay về F9 mình sẽ sử dụng cái kia sau. Bây giờ mình sẽ mở cái dương công thành chiến này lên trước. Lấy cái vũ khí phụ đi. Cho vũ phụ này. Chuyển 3. Nhanh nhẹ. Này cho nó mình lấy nha. Rồi bắt đầu kích hoạt cánh trang. Bộ này thì kết hợp phòng với giảm sát thương xuyên tâm. 600 mấy. Không. Cái này thì nó từ chuyển sinh năm trở lên mới là kích hoạt thánh trang các bạn. Cho nên bây giờ từ các cái dương công thành chiến thì mình sẽ ưu tiên mình lấy của chuyển sinh năm trở lên trước anh em để kích thánh trang. Thì chắc phải mất 2 tuần nữa thì mới full được cái bộ này. Thì từ giờ đến cuối mùa thì làm thêm hai món trang bị. Tối nay đấu cái mũ này. Thì còn cái giày với lại cái quần thì sẽ đợi quán quân. Còn cái khiên vũ khí thì đợi 2 tuần công mình chiến nữa là đủ anh em ạ. Ok. Bữa cũng quên mất là phải giữ lại để kích cái cánh trang của truyền sinh năm. Hơi hớ anh em ạ. Triệu rồi. Ok, là cường hóa nhá. Sinh năm. Cho nên bạn. Tầm này chắc là thoải mái ngọc chúc phúc với lại ngọc kia rồi. Mình sẽ mua thêm ít ngọc ánh trăng nhá. Mua 50 viên một đi anh em. Ui, 720 mấy k. Phê thật đi anh em ạ. Mình cho lên 16 luôn. Đấy là mua 50 rồi đúng không?
Bây giờ mua tiếp thêm 50 nữa đi. Tốn đi sợ luôn anh em ạ. 70 17 này. 150 rồi đúng không? Là mua thêm khoảng 30 viên. 180 viên. Viên rồi vẫn chưa đủ anh em ạ. 8 viên nữa. Vậy là hết 187 viên ngọc ánh trăng anh em nhé. Ok. Đấy. Ui, 800. Lên lịch chiến thì ối giời luôn anh em ạ. 85k rồi. Chợ 500 mà. Ok, chờ anh em ăn con boss cho xong đi anh em ạ. Rồi mình chạy lên, chết rồi. Mình chạy lên trên chiến trường cổ, mình đứng trước đi. Công anh em ạ. Mình sẽ cường hóa cái dây chuyền hỏa với lại cái nhẫn lam ngọc lên anh em ạ. Tại vì dây chuyền hỏa với nhẫn lam ngọc thì nó sẽ có cái tỷ lệ đánh bỏ qua với lại sát suất gấp đôi. Thì anh em có thể là check ở những cái con đặc mà có chuyển sinh trước anh em. Ở server cũ thì anh em sẽ thấy. Đây anh em thấy không? 22 là sẽ có 32% đánh bỏ qua nha. Lên tới 40 thì sẽ được thêm 2% nữa là anh em sẽ được. Đấy, thêm 2% nữa. Ok thì cái này mình sẽ cường hóa lên 67 này. 3P. Rồi mình sẽ dồn hết vào đây.
đấu thêm ít phôi về các bạn. Trong lúc thời gian chờ đợi nhé. Mà này chưa có à, mà hôm qua mình mới treo hết mấy cái đồ bậc thầy rồi, đâu còn để treo cho họ đâu. Tiến hóa này thiếu mấy cái vũ khí anh em ạ. Ép đâu mà toàn ra trang bị cùi cùi không rồi nhé, chả thấy được cái dòng sao nào nhé. Đúng còn hai cái cuối là đúng còn hai cái ba bông sao luôn, đèn đến thế là cùng.
chưa lấy được cây vũ khí chính thì các bạn đen thật sự. 75. Ok, hết vôi rồi nhé, không đủ để tiến hóa hết. Ui, một phát cái xịt ạ, một phát duy nhất. Ok, để đợi ít cái đồ này về thì ép tiếp anh em ạ, tăng tiếp nhé. Cấp thiên phú này. Đó rồi cộng lại đến cái dòng cuối này đi nghe. Tại bây giờ nó mới mở cái tầng cuối cùng thì sẽ phải dồn điểm và lấy cái hình bóng viêm vương này trước để có thể lấy thêm cái bất tử đấy các bạn, trong 3 giây. Cái này lấy để tăng các kỹ năng lên, cái này thì sẽ giúp đánh quần chiến tốt hơn. Thì sắp máu này tăng 4% sát thương DP. Cái này chỉ tác dụng trong PvP thôi anh em ạ.
còn tầm bảo đấy anh em, quên tầm bảo bộ đấy nhá. Tầm bộ bây giờ mình sẽ từ từ chạy lên chiến trường vàng trên thủ nhật ngọc đấy các bạn. Hôm nay là ngày đánh boss cho nên là ăn cái những cái nhật ngọc này, lúc mà anh em chưa ăn boss xong thì anh em hết sức cẩn thận, chứ không là sẽ bị mất cái lượt boss của anh em. Ui ngon đấy, phát đỏ luôn anh em ạ. Cái tầm bảo này thì anh em tầm bảo cứ chuyển sinh cao thì cái nguyên liệu này thì anh em có thể chuyển về bậc thấp hơn này anh em nhé. Anh em nãy đang quay thì bị hết dung lượng anh em ạ. Quay tiếp nhá. Clip nó quá dài anh em. Chút nó phải dọn lại cái bộ nhớ. Trăm mười lăm rồi, trăm mười lăm, trăm ba mươi lăm. Hai trăm rồi anh em, 205 rồi, 201, 202, 203, 204, 245 mới ra. Ui 2.39 rồi mà vẫn không ra anh em ạ. Hai trăm bốn mươi chín rồi.
À, nhân 50. Mắc ping luôn. Đây xem bộ chuyển 4 mình còn chưa lên anh em ạ. Chuyển 3 mình thiếu một món đỏ thì bây giờ xem nào. Chuyển 4 mình sẽ chuyển cái của chuyển 4 về. Mở thêm một cái nữa để úp cái thằng này lên đỏ luôn. Kích lỡ cỡ thì nó sẽ hơi bị thiếu đi. Một nhé. Chuyển đồ bí bảo này. Chuyển về bộ chuyển 3 sao 3 trang sức. Ok, như vậy là mới full được cái bộ chuyển sinh 3. Để xem chuyển sinh 5 cái bộ nó là bộ gì. Bộ này sẽ tăng rất thêm PVP lên. Bộ này để thêm kháng. Chắc vẫn sẽ tạm thời chơi ba cạnh anh em ạ. Bốn này xuyên chỉ mạnh.
Đây là cái bộ trang sức này đang lấy được bút sát thương hoàn hảo. Bây giờ mình đến hai chưa đủ để lên bộ đỏ anh em. Chắc mình sẽ chuyển một ít về để mình úp cho cái bộ chuyển 4 nhá. Cho lên sát thương PP đi. Thiếu khoảng 60. 60 cái giáp nữa. Sáu trăm năm mươi ca này nhé. Thiếu 4 món đây anh em ạ. Bốn chuyển. Ok, 500 mấy nữa. 89 triệu rồi. Chính là mình trang vẫn thiếu món này nữa.
lên được 7 luôn anh em ạ. Chứa mình thích là thích cái dòng sát thương thôi anh em, búp sát thương. Chứ không có lỗi mà này là cũng sát thương hoàn hảo này. Nhưng mà không biết không lên được không. Một chút anh em ạ. Mình cho lên luôn nhé. Ok. Không còn ấy một cái món đồ thần trang nào anh em ạ. Quên nãy không tầm bảo thì đỡ được một ít cái viên ngọc ánh trăng phải mua. Tầm bảo xong giờ lại dư ra một mớ ngọc linh hồn với lại ngọc ánh trăng. Không kiến được miếng khôi nè. Lúc với anh em tạm đi. Ok đủ rồi. Ok, còn nhiều thì mình sẽ phân giải ra nhé. Ok, từ từ phân giải được em ạ. Cái này thì phân giải nó sẽ được lên, còn lên được rất là nhiều lục chiến nữa. Nhưng thôi cứ từ từ, xem và mình sẽ úp từ từ để cho anh em theo kịp. Em ém lại chút anh em. Cái bộ này mình chưa lên full 16 luôn. Để mình mua cho nó lên full luôn.
không đủ ngọc chúc phúc rồi anh em ạ. Ok, để từ từ sẽ lên sau nhé. Rồi ok. Như vậy là từ 77 triệu 400 là mình lên được tới 90, là lên được 12 12 triệu 8, 12 triệu 9 anh em ạ. Ok, chỉ trong một vài cũng chưa bung mắc nhá. Chứ nếu mà bung hơn nữa thì nó sẽ còn lên chắc phải tầm khoảng 93 94 triệu, nhưng mà bung tầm này là được rồi. Ok, rồi anh em nào mà thấy cái quả clip bung lùi chiến này của mình hấp dẫn thì anh em cho mình xin một là like cũng như là một chia sẻ để động viên tinh thần anh em nhé. Ok, thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Anh em nào mà có nhu cầu nạp kim cương xanh cũng như là tất cả các gói in game, gói ngày, gói tuần, thẻ tháng hoặc là các gói ưu đãi của sự kiện thì anh em cứ liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo là 0946 636282 anh em nhé. Ok, thì gói in game thì mình sẽ chiết khấu cho anh em từ 15 đến 20%, còn kim cương xanh thì sẽ chiết khấu được từ 25 cho tới 30% so với anh em nạp trực tiếp từ trong game anh em ạ. Nó ví dụ như cái gói mà đang gói lẻ nhất của bên mình thì giá nó sẽ cao, thì cũng đã rẻ hơn trong game mà 200k rồi. Ví dụ như cái gói 3630 thì bên mình chỉ nạp cái giá là 600.000 thôi anh em ạ. Đấy, mà đây là cái gói lẻ mà giá nó sẽ cao hơn anh em nhé. Còn đối với những anh em mà nạp nhiều kim xanh thì giá nó sẽ còn ưu đãi hơn rất là nhiều nữa anh em ạ. Rồi ok. Rồi tất cả gói nạp thì bên mình đều bảo hành vĩnh viễn trọn đời nha anh em. Mình làm hơn cũng tính ra thời điểm này cũng gần 2 năm rồi, thì uy tín ở trên các cộng đồng Emu thì cũng đã được anh em kiểm chứng, đặc biệt là những anh em tốt lục địa chơi từ cái thời gian đầu. Thì anh em nào tin tưởng thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo là 0946 636282. Chi tiết số điện thoại liên hệ cũng như là bảng giá kim cương xanh thì mình có để bên dưới phần mô tả của video này. Ok, thì anh em nào có nhu cầu thì kéo xuống tham khảo anh em nhé. Rồi, rất mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả các anh em trong cộng đồng MU này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau nhé.